Hi, xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ đánh con Phoenix cáo chiều thanh. Và con này thì nó vừa mới ra đấy. Và nó sẽ bán đến ngày 12 tháng 1 thì nó sẽ kết thúc. Và nạp vào tầm 200.000 để có thể múc con này. Và cách để lên đồ thì các bạn có thể xem bằng ngọc. Thì con nào cũng thế nhá, phải xem bằng ngọc. Thì đầu tiên nó sẽ báo chỉ cho mình là lên tóc đánh và hút máu và xuyên giáp. Thì mình cũng tương tự. Cái này thì bạn Vũ Quang Nguyên thì phải, Vũ Quang Nguyên đã cho mình một ạ, cảm ơn bạn ấy rất là nhiều. Bạn ấy đã lên đồ sẵn cho mình thì mình cảm thấy là nó cũng khá là hợp lý, tại vì con này chuyên đi rừng này, mình thấy bạn ấy bảo là con này đi rừng rất là ngon. Thì rừng thì sẽ lên là tóc đánh, sẽ là hút máu và cuối cùng là tỷ lệ chí mạng và xuyên giáp đấy. Còn cái cuối cùng này thì nhanh thì cũng các bạn cũng có thể hiểu thôi, nó sẽ trâu chó hơn. Ok thì mình sẽ vào đánh một trận. Ui giời ơi, nhanh thế. Đây là rank C nha các bạn, rank C thì đánh rất là dễ dàng, có thể vượt qua một trận. Lúc nãy mình bị thua hơi bị nhiều, tại vì mình đánh mình test tướng mà. Ui giời, ba rừng. Chủ yếu là mình đánh mình test tướng thôi, chứ còn rank C mà một mình cân team vẫn được, mặc kệ đồng đội đánh con gì cũng ok thôi. Pick khóa rồi mà nhường cái đích gì trời, khóa rồi mà bố. Một đánh con khác đi, tính đi không sao, còn không thì đánh con nào cũng được, mình cũng chấp nhận được hết, tại vì cái range này thì nó rất là dễ đánh. Nếu mà thua thì các bạn chủ quan quá thôi, vì nếu mà từ range A như mình xuống thì đối với cái loại rank này thì rất là dễ đánh, vì mình mang cách đánh từ rank A rồi xuống thì nói chung là rank D không 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 có trình mà có thể gánh được team được, không không biết đánh, nói chung người ta không biết đánh, còn biết đánh thì lên B với A rồi. Mình xuống đây mình đánh lại mình rất là ngạc nhiên, tại vì người ta đánh là gà, một mình mà có thể gánh được team mà các bạn có thể hiểu tại sao rồi. Chứ đánh mà từ rank A mà các bạn một mình mà đòi gánh team thì mình cũng là con các bạn luôn đấy. Mình thề luôn đấy. Trừ phi đó là, nói chung là không không bao giờ có thể rank A là lên mà một mình gánh team được. Từ rank, đây là rank C thì một mình gánh team là chuyện bình thường. Ok thì vào đi. Cái hạt này có tên là mèo đi hia. Chắc là đặt cho trùng với con cáo luôn đấy. Con cáo này đánh rất là sướng các bạn ạ. Nếu các bạn có tiền thì múc luôn. Tại vì đến ngày 12 là có người bảo là có thể sau này nó ra tướng mới thì nó sẽ bán bằng vàng. Mình nghĩ là nó sẽ không đâu, tại vì nó ngon thế này mà. Mình cũng không biết được. Nói chung là người ta tùy vào admin thôi, nhà phát hành thôi, tùy vào Garena thôi. Chứ mình thì mình không dám phán nhiều. Nếu mà người ta nghĩ khác mình thì chắc mình vỡ mồm. Con này thì nó sẽ là nó cái cầm cái ná và nó bắn thôi, thân thuộc với anh em Việt Nam từ trẻ thơ. Úi giời, cái kill đầu tiên sẽ là cổng dồn, và nếu mà đủ 4 cái thì nó sẽ nổ rất là lớn. Còn nếu mà 3 hoặc 2 hoặc 1 thì cũng đủ cái thời gian nó thì nó cũng vẫn nổ thôi, nhưng cái đam nó mang lại thì rất là bé. Ok thì mình sẽ, úi giời ơi, ô vãi, dùng kêu không 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 dùng kìa, cho mình bị lag à. Ok thì sẽ dùng sang thằng này xem. Úi giời, vẫn được. Còn kêu thứ hai thì sẽ là lao vào hoặc lao đến cái mục tiêu mà mình chỉ định, nó sẽ gây sát thương liên tục. Úi giời, chết bà rồi, bị con bướm nó hình, bị con bướm nó hình. Úi giời, em mới là cáo thôi, sao hình em dữ. Úi vậy, trời ơi, cứ từ từ mà đánh thôi. Úi giời, lộn không qua nữa, đánh thế này sao đánh rồi. Ok, từ từ anh sẽ qua mà, từ từ thôi. Ok, đã có ulti thì mình sẽ lên ăn rồng, ăn cái con blue nữa thì mình sẽ ăn rồng.
ăn nốt cái con blue này. Úi giời ơi, gần chết luôn rồi, không biết là có ăn rồng được không đây. Tại vì con này đánh rất là ok thì mình nghĩ là mình có thể ăn được rồng. Úi giời ơi, ra thế này không biết là nó quay trở lại nó có bị hết máu không. Úi giời ơi, tiêu. Phải dùng liên tục. Con tim mình nó gà vậy đó, đùa vãi. Ủa, một pha ăn rồng ảo lòi. Quay từ dương phích một mảng. Buồn cười thế nhỉ. Cái này là mắc buồn cười này. Rồi, tay nhà AFK. Đánh nó rank C nó thế đấy. Cứ AFK. Trời này phải có tên chứ không thì sao đánh rồi. Con này phải có tên. Chứ còn nếu không có tên thì rất là khó đánh. Còn nếu mà muốn sinh lúc đầu à, muốn cáo đánh hay vừa lờ. Vãi thật. Đó là nó đang chửi mình đấy. Tại vì mình ăn rồng mà tự dưng là chết. Và mic thì vứt. Thanh niên mic thì lại qua bên top, à bên boss. Đấy nó kiểu ảo lòi. Mình sẽ ăn thằng Van Helsing. Không biết là ăn được không đây. Úi giời ơi, vai dùng kìa. Chảy đâu, úi giời ơi. Lại thằng kia ăn. Đăng mề thật. Pha đấy đăng lên mình ăn chứ. Đùa à. Ô vãi hàng. Pha KS. Một pha KS ảo lòi. Rồi chết kìa, chết kìa. Chết này, chết này. Chết này. Úi giời ơi, chạy đi đâu. Con này đánh không chạy được đâu. Gặp nó là xác định là vỡ mồm. Đánh cái range này cũng bình thường thôi, không phải là quá khó lắm. Nếu mà đánh chủ quan thì dễ thua lắm các bạn ạ. Úi giời ơi. Úi, sao mình lại la hôn giữa thế này. Rồi, tiêu. Rồi Butterfly nằm xuống là mình sẽ là thằng nằm xuống tiếp theo. Thì mình ngu gì nằm xuống tiếp theo rồi. Đùa à. Trận này hơi bị khoai rồi, tại vì team mình nó. Ủa sao đánh trận nào nó cũng. Úi giời ơi. Ôi chít bá rồi. Vãi hàng thật. Đánh ngu thế đấy đấy. Không sao, mình sẽ lật ngược lại tình thế. Có tinh là được, trận này mình farm nhiều tí là không sao đâu. Phích mạng hơi bị nhiều nhưng không sao, đánh vẫn được. Tim nó gà lắm. Cứ nghĩ là tim nó gà đi. Rồi, cứ mình cứ lao lên là phích mạng là được rồi. Úi giời ơi, cách đánh như các bạn đi farm nhiều vào nhá. Mình khuyên là nên đi farm nhiều chứ không nên đánh y như mình đánh như mình là rất là sai. Thì mình sẽ là đánh đúng lại cho các bạn xem, đánh sai sẽ đánh đúng lại. Ok, nó có cái kiếm được săn này rồi, có kim công, tao ăn kim công chăng. Ok, ngu gì lao phích mạng trời. Úi giời. Đây, ăn con quái này đã. Rồi đi rồi xuống đây, láo lên. Úi giời ơi, chạy bằng mắt. Úi giời ơi, chạy đường nào đi trời. Úi giời ơi, chết cả hai. Úi giời ơi, pha đấy mình không ăn được. Không sao, mình sẽ lên ăn rồng. Thì mình sẽ cố ăn rồng nhiều tí thì hơn thôi, đơn giản mà. Nói chung là link này người ta không có để ý rồng nhiều lắm, nên mình cứ thoải mái và ăn rồng thôi. Chết rồi. Đính là một đích gì nữa. Úi giời ơi. Úi giời, thôi. Mình thoát.
cảm thấy đồng đội mà chết rồi thì không nên là lao xoắn làm gì nữa. Ok thì tập trung mic nào, mic nào, mic nào. Ui giời chết nhá. Ui vãi. Ủa cái thằng này KS hay thế nhỉ. Đây là đánh lên C nên mình thích lấy mảng đấy. Chứ còn mà nếu mà đánh từ rank A thì các bạn ai ăn mảng cũng được hết. Miễn hơn là được, chứ còn ai ăn mạng thì không sao cả, hơn là được. Rồi mình đang vứt đồng đội của mình, mình đang vứt đồng đội của mình. Úi giời ơi, chết cả lũ đấy, chết cả lũ đấy. Úi giời ơi, chết cả lũ nhá. Chạy bằng mắt. Úi giời ơi, chết bả rồi, chết bả, chết bả, chết bả, chết đi. Trời ơi, chưa chết, lì vai thật. Ok, đấm vào tháp. À, lên lên trên này, lên trên này. Kiếm cái con à. Úi giời ơi, đâu ra lắm thế. Thằng này mũi tình nhiều tay này. Để dưới 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 em ấy. Dưới dưới này. Quái thật. Nó lướt đi đâu là quái đi theo đấy đấy. Mũi tình nhiều tay. Úi giời ơi, tự dưng vứt cái ulti vào. Nghỉ thế chứ lị. Thôi, cứ từ từ thôi, đứng từ từ thôi. Úi giời ơi, cái chiêu mà lao vào thì mình nghĩ là không nên dùng lắm, tại vì úi giời ơi, chết bà nó chưa, chết bà nó chưa. Ủa chết này, cái tội ngu này, thích thể hiện này. Ok thì mình sẽ, úi giời, top kìa. Thôi mình vứt top luôn. Top là cái quái gì. Đánh cho vui thôi. Đánh gọi là test tướng thôi. Đánh đánh lên C kiểu test tướng thôi các bạn ạ. Không quan tâm làm gì. Mình sẽ ăn King Kong. King Kong là cái thá gì. Úi giời ơi, King Kong nó giết kìa. Rồi. Nếu mà một mình cũng có thể ăn King Kong được. Không sao. Tại vì nó thích thì nó cover thôi. Úi trời kìa. Chạy kìa. Rồi ok. Úi giời, sao thằng kia lại lại một mình lao vào ăn cả lũ thế. Rồi thôi xong. Rinh xe nó thế mà, kệ nó đi. Mình đánh khỏe là được. Mình sẽ lên ăn rồng để cho anh em có thể à ăn blue chứ, nãy giờ mình thiếu mana nãy giờ mà không ăn blue này. Revenge cái nỗi gì, revenge revenge mấy cũng revenge 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 cái nỗi gì mà revenge revenge revenge. Trời ơi, úi giời chạy. Úi giời bắn thấm vãi, thấm vãi. Thấm vãi xoài, thấm vãi xoài. Úi giời ơi, cân tim, cân tim, cân tim nào. Cân tim, cân tim nào. Rồi, pentakill, pentakill nào, pentakill. Pentakill, pentakill, pentakill. Pentakill, ok. Pentakill xem. Ủa, không biết là nó có được pentakill không. Chắc không được. Mình đấy mình không có để ý, không biết là mình đang chuỗi kill hay là gì. Pha này thì mình gánh rồi, đánh con này gánh là chuyện bình thường thôi, rất là dễ gánh, tại vì lên C này toàn gà mà con này rất là mạnh. Các bạn không bị, các bạn thấy mình đánh là các bạn có thể hiểu nó mạnh như thế nào. Tuy lúc đầu mình fix mạng rất là nhiều, nhưng về sau thì mình cực kỳ trâu bò, phải gọi là đam, phải gọi là quá trâu bò luôn. Con này rất là gọi là rất quá rất là nhân sinh các bạn ạ. Độc mà sinh mà muốn lọi lưới luôn. Kìa kìa kìa, chết bà nó rồi. Nếu mà còn tinh thì cũng rất là ok thôi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Ui chết bà nó rồi, bị nó.
Rồi sẽ là một pha cân tim. Ui giời, không được không được không được không được không được. 1v3 là không bao giờ hơn. Ui giời, ăn được không? Ăn được không? Ăn được không? Không được. Ui giời ơi. Một pha ngu người. Tôi không sao, mình sẽ cố thắng thôi. Nói chung là pha này mình hơi bị combat hơi bị ngáo. Hơi bị ngáo lắm. Pha này mình tham quá, tự dưng mình lại quay lại. 1v3 không bao giờ hơn đâu. Bên nó lại có Manga nữa. Manga thì là một vị tướng rỉa máu rất là kinh người. Rỉa máu và hồi máu rất là ác. Trên này có gì đây? Úi giời ơi, dưới này boss kìa. Xuống bắt AD này. Xuống bắt AD này, nhìn rất là nhanh xinh các bạn ạ. Hình như mình là thằng xinh nhất luôn, nhất team luôn, xếp theo vàng xem sao. Úi giời ơi, mình cách xa team địch rất là nhiều, nhiều vàng. Đi farm lên tí nữa. Úi giời ơi. Cứ như thế này thì mình quá bá rồi. Từ từ thôi. Chờ người ta còn lên combat với. Úi giời, thôi xong. Úi giời ơi. Kìa. Tập trung lại. Đừng đi một mình. Pha này mất tanh là mình rất là khoai rồi. Con này phải có tanh nhá. Con này đánh mà không có tanh thì rất là khó ăn. Còn thiếu món gì ta? Từ từ thôi. À thiếu nanh. Ok, có ấy xuống. Úi giời ơi, nó chạy thế kia thì sao lên trời. Đó, cứ KS mạng vào. Từ từ thôi. Đánh là phải biết đánh từ từ. Đánh mà cứ như cái kiểu mà đánh chấp nhoáng thì rất là dễ chết. Đó, thấy chưa? Cái tội đi lẻ này. Cái tội đi lẻ là chết. Rồi, ok, mình sẽ đợi team. Tara vào trước. Tara sẽ hứng đòn. Con này chỉ cần tanh vào trước là kiểu gì cũng cân team. Từ từ thôi má ơi, chết đấy. Nếu mà đủ đủ tiền thì mình sẽ lên cái. Ui giời, chuyện giết người là chuyện bình thường của mình. Ui giời, ui vãi làng. Làng nước ơi, sao lại lao vào. Ui chích bảo rồi, chích bảo rồi. Giời ơi, bị thằng kia hút vào. Má ơi, có bát thế kia thì sao hơn đây trời. Rồi, team không có đủ người. Team không có đủ người. Tự nhiên pha đấy con báo lại chỉ mình chết ạ. Bó tay thật. Trận này thì kiểu gì cũng win thôi. Mình gánh team mà. Đánh con này gánh team là chuyện bình thường thôi. Mà gánh team mà chiến đầu tiên thì gánh bằng mắt này. Kìa trên kìa. Úi giời ơi, cái tội đi lẻ. Phải chết tiếp này. Một pha bỏ mạng tiếp theo của Kahi này. À ăn rồng. Vãi. Ăn rồng. Mình tưởng đi đâu chứ. Ăn rồng thì quá bình thường rồi. Rồi ok thì mình sẽ bán cái này lên cái sông đao đi. Dù sao cũng cần đánh nhanh thì sông đao sẽ là một lựa chọn rất là tốt. Đừng để phích mạng nhé. Ninh thì vừa tăng tốc đánh và vừa làm mình có thể bắn khỏe hơn, tăng sát thương chi mạng. Rồi bây giờ mình không biết là mình đi farm cái gì nữa vì mình rất là nhiều đồ rồi. Rồi thôi xong ta chết rồi. Có lên hỗ trợ ta không? Có lên không? Ui giời, bò kìa. Ui, bò hút lại nữa vãi xoài thật. Thôi. Hoạt nhanh.
mày vãi, pha này mình chưa chết được. Con kia nó bắn kinh thật các bạn ạ. Rồi kiếm tí máu và lên combat tiếp nào. Pha này mình chơi nó hơi bị ngáo, tự dưng lại bị kéo lên xùi vãi, đánh cái nồi gì mà không có làm được gì hết. Trong khi đam rất là khỏe, đam thuộc dạng trâu nhất team này thì chạy bằng mắt này. Rồi win nhá. Ok thì mình vừa kết thúc cái clip hướng dẫn và cách đánh con này thì rất là dễ dàng thôi, các bạn farm mệnh vào được rất ok. Thì clip này mình đánh hơi sai sai một tí, tại vì mình lao lên hơi bị nhiều, các bạn đánh thủ thủ phía sau tinh thôi. Và mình kết thúc clip này nhá, bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Úi giời, MVP là chuyện bình thường nhé.